Đây là một thanh niên, một bạn thanh niên đang tập nuôi ong. Bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra một đàn ong. Bây giờ ta ra xem đàn ong này. Đi ra xem đàn ong này. Đây ta xem cái đàn ong này. Đấy. Bây giờ như này nhá. Bây giờ là ta giãn hai ngón tay cái hai bên. Đấy, đừng hai bên đấy, giãn nhẹ, giãn bằng móng tay thôi. Lấy móng tay giãn. Móng tay giãn. Đấy, giãn ra nữa. Nữa khoảng cách độ 6-7 phân. Thế được rồi. Thế xong nhích một cầu tiếp theo. Cũng nhích dần dần như thế. Nhích dần dần, nhích nhẹ. Đấy, thế. Từ từ máy nó không trúc xuống. Đấy, máy nó chúc. Đấy, dích cho tí nữa ta lấy thức ăn ra. Bây giờ ta lấy cái thức ăn ra. Đấy, lấy thức ăn, lấy nhẹ nhàng. Làm ong là phải hết sức nhẹ nhàng nhá. Đấy, năn cái thước này. Năn nặt để đấy, nhâng lên. Nhẹ nhàng. Đấy, nhưng mà bỏ dựng ra ngoài, dựng xuống đất. Dựng ra đất. Đấy, dựng ra thành thùng. Đấy. Đấy, ta mình nhâng cầu ong nhẹ nhàng, nhâng cầu ong ấy lên. Ta để ta kiểm tra, đừng cho va chạm vào cái gì, nhấc nhẹ nhàng. Đấy, bây giờ ta để kiểm tra xem. Đấy, đàn ong đây. Hiện nay là đàn ong này là cầm mặt cầu này là chưa có chúa. Đây, cái ong mặt dưới cầu, dưới gầm cầu này là đang cơi lưới. Cầu như thế này là đang cơi cầu. Đấy, cơi cầu đây là đang cơi cầu, ở dưới này là đang cơi trắng. Những đàn ong đang cơi cầu này đang phát triển rất mạnh. Ta xem mặt bên. Không có chúa. Tình trạng ong đẻ rất đẹp. Rất là nhiều nhộng. Không có chúa. Cầu này không, chúa không ở cầu này. Ta đặt lại, tiếp tục đặt cầu xuống. Đặt cầu xuống, đặt sát ra ván ngăn. Đặt sát ra ván ngăn cái nhá. Đặt sát ra ván ngăn. Thổi ong đây. Thổi cho ong nó xuống, đặt sát vào bán ngăn. Đấy. Thổi. Thôi được rồi. Ta kiểm tra đàn tiếp, cầu tiếp theo. Ta làm ong là phải hết sức nhẹ nhàng. Hết sức nhẹ nhàng. Không được mạnh. Lại để cái thước ăn xuống chân, để xuống dưới chân đã. Đấy, để xuống đấy. Nhấc cầu ấy lên. Lại tiếp tục kiểm tra. Đấy. Cũng tình trạng cầu đang cơi lưới rất là, cơi ở dưới này rất nhiều, đang cơi nhộng ong đực. Cái mũ cơi to thế này là nhộng, nó sẽ đẻ nhộng ong đực. Mặt này là không nhìn thấy chúa rồi. Ta quay sang mặt bên. Kiểm tra mặt bên. Đấy, rất là đông quân. Nhìn kỹ mới thấy, nhưng mà cầu này cũng không có chúa. Cũng không nhìn thấy chúa đâu. Có ong, một hai con ong đen thôi. Ta lại đặt xuống. Lại tiếp tục đặt xuống. Kiểm tra như thế, nhìn sơ bộ như thế là được rồi. Nó không nhìn thấy chúa rồi. Con lấy cái nào? Đặt sát vào, kéo sát vào. Sát nữa. Thế thôi, đặt cái thước vào. Đấy, lấy móng tay cẩy nó đi. Lấy nước nhãi. Lấy nước nhãi không có mùi đấy. Đấy, phải lấy nước nhãi bôi vào đấy. Kinh nghiệm. Để ta cho tôi, đàn ong kia bay ra rồi. Đàn ong này có hiện tượng bay ra, Phương ơi. Đàn ong này bay ra. Ừ, nhanh. Đàn ong này bay ra. Nhanh. Sẽ nhích cửa tổ lại. Đấy. Tự nhiên đàn này bay ra. Cho nên là ong nó giữ. Thôi ta
Nếu mà đang hiện tượng như này ta không kiểm tra nữa. Đừng thổi 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 để cho ong nó ra. Thổi thổi. Thổi mạnh, thổi mạnh. Thổi mạnh. Thổi phu phu đi. Đấy. Ta phải thổi mạnh cho ong nó dạt xuống. Đậy vào. Thôi ta tiến hành đậy vào. Là vì cái đàn ong này là đang có hiện tượng là bay ra. Bay ra tôi đã nhét nút lại rồi. Cho nên là tạm dừng. Tạm dừng không xem bên kia nữa. Nhét chặt lại. Đấy. Thôi không xem nữa. Thôi nhá. Các bạn xem đến đây là kết thúc. Để lúc sau chúng tôi lại kiểm tra lại. Các bạn xem video, đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Đâu? Đây bị ong đốt đâu? Bết ong đốt đây. Ừ. Đâu nữa? Bị hai phát ong đốt. Đầy đốt hai phát. Ừ. Bây giờ ta lấy keo. Kem gì đây? Kem Nalo Nalo AG cộng. Một loại kem này là chống côn trùng cắn. Đấy. Chống côn trùng cắn. Đấy. Nhiều người thì bôi vôi nhá. Bôi vôi cũng nó cũng mát. Bôi cái này nó cũng mát. Bôi cái kem này là rất hiệu quả. Kem này là chống côn trùng cắn các loại côn trùng gồm có ong, ong đốt, là bôi. Đấy. Bạn trẻ thấy bôi xong cảm thấy cảm nhận nó thế nào? Nó dịu hơn. Nó dịu mà nó mát đúng không? Đấy. Cái kem này là nó dùng cho cả thủy đậu đấy. Thủy đậu này, bỏng này, côn trùng cắn này là dùng rất tốt. Đấy, đấy là kinh nghiệm của những người nuôi ong. Đấy, các bạn xem và có thể là học tập. Đấy, chào các bạn nhé.